xin chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại bản tin tài chính BT News của BT Group. Em là Nhật Linh sẽ đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay. Trước khi đến với tin tức và chiến lược của tuần mới, em xin phép điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong tuần vừa qua. Với thị trường vàng, giá vàng tiếp tục giảm giá trong tuần vừa qua. Giá vàng giảm giá trước những động thái của Fed. Mới đây Fed đã dự báo về đợt tăng lãi suất vào năm 2023, bất chấp cam kết tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ thực hiện để thúc đẩy đà phục hồi trên thị trường việc làm. Hơn thế nữa, bình luận từ các quan chức Fed khiến đồng USD lên mức cao nhất trong 2 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, điều này đã khiến giá vàng tụt. Với thị trường dầu, giá dầu tăng mạnh trong tuần vừa qua. Giá dầu tăng mạnh trong những tuần gần đây nhờ nhu cầu đối với nhiên liệu dần phục hồi trong bối cảnh nhiều nước nới lỏng các biện pháp hạn chế ngăn đại dịch COVID-19. Về nguồn cung, nhóm OPEC cộng mới đây đã quyết định duy trì thỏa thuận sản lượng để hỗ trợ giá dầu giữa mùa dịch. Với thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD tăng giá trong phiên giao dịch tuần vừa qua. Đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục hồi phục do nhiều nhà đầu tư tin tưởng rằng Fed sẽ sớm rút bớt các hoạt động bơm tiền vào nền kinh tế. Bên cạnh đó, sau cuộc họp chính sách hồi tháng 3 năm nay, các quan chức Fed cho biết sẽ duy trì lãi suất gần 0 như hiện nay cho tới hết năm 2023. Tuy nhiên, sau 2 ngày họp 15-16 tháng 6, Fed cho biết cơ quan này có thể sẽ nâng lãi suất 2 lần ngay trong năm 2023. Với NZD, NZD/USD tiếp tục mất giá sau cú sốc của cuộc họp chính sách FOMC. Quyết định chính sách của FOMC đã làm rung chuyển thị trường tài chính và đẩy đồng đô la Mỹ lên cao hơn mạnh. Fed đã đưa ra một khung thời gian sớm hơn cho việc tăng lãi suất, báo hiệu rằng có thể 2 lần tăng lãi suất vào năm 2023. Trước cuộc họp, Fed đã không có kế hoạch tăng lãi suất trước năm 2023. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý có trong tuần vừa qua. Tiếp theo sẽ là tin tức và chiến lược ngày 21 tháng 6. Tỷ giá ngoại tệ ngày 21 tháng 6, USD tăng giá. Chỉ số USD Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 92,32 điểm, tăng 0,47%. Sau cuộc họp hồi giữa tuần qua, Fed đã phát tín hiệu cho thấy họ không còn đảm bảo cho chính sách ôn hòa sẽ tiếp tục tồn tại tới hết năm 2023. Trong khoảng 2 ngày sau đó, đồng USD đã xác lập kỷ lục tăng mạnh nhất trong năm qua, thị trường trái phiếu và chứng khoán cũng biến động. Báo cáo của cơ quan thống kê lao động Mỹ cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 5 2021 đã giảm từ 6,1% trong tháng trước xuống 5,8%. Đáng chú ý, lĩnh vực giải trí và khách sạn vốn bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế trong năm 2020 đã dẫn đầu đà phục hồi. Theo dữ liệu mới nhất của cơ quan thống kê Liên minh châu Âu công bố ngày 17 tháng 6, lạm phát của Liên minh châu Âu EU tiếp tục tăng trong tháng 5 2021, đạt mức 2,3% so với mức tương ứng 2% trong tháng 4 năm 2021. Giá vàng hôm nay 21 tháng 6 giảm giá, nhà đầu tư mua vào chờ thời. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 10,2 USD xuống 1763,8 USD trên ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 7 trên sàn COMEX New York giảm 10,9 USD xuống 1763 USD trên ounce. Giá vàng thế giới cũng khép lại một tuần với mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Tuần qua, giá vàng lao dốc sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự báo lãi suất cơ bản của đồng USD sẽ tăng ít nhất 2 lần, mỗi lần tăng 0,25 điểm phần trăm tới năm 2023. Cho tới cuộc họp tháng 4 vừa qua, Fed vẫn dự báo sẽ không nâng lãi suất trước năm 2024. Cơ quan này cũng tăng triển vọng tăng trưởng kinh tế khi GDP của Mỹ tăng mức 7% trong năm nay. Theo kết quả khảo sát giá vàng của Kitco News, trong khi vẫn có một số tâm lý lạc quan trên thị trường, một số nhà phân tích cho rằng có thể sẽ phải mất một thời gian để vàng vượt qua mức áp lực bán tháo hiện tại. Trong số các nhà phân tích trên phố Wall đã tham gia vào cuộc khảo sát vàng của Kitco News, có tới 56% nhận định giá vàng giảm trong tuần từ 21 đến 25 tháng 6, 22% dự báo giá vàng sẽ tăng và 22% còn lại cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Ngày hôm nay chỉ có tin tức quan trọng của đồng euro và phiên Mỹ, các nhà đầu tư cần chú ý khi giao dịch mã tiền tệ này. Cuối cùng, thay mặt cho BT Group, em xin kính chúc các quý nhà đầu tư có một ngày làm việc hiệu quả và giao dịch đại thắng lợi.